Xin chào mọi người đang xem kênh Vậy Quanh TV nha. Hôm nay mình đi mua bào ngư về xào bơ tỏi cho ba chồng ăn nè mọi người. Bào ngư con 100.000 chẳng luôn. Bào ngư sống nha. Nó đang bám vào cái rổ nè. Nguyên vàng hải sản tươi sống. Rồi bây giờ ba của Tiên á sẽ rửa bào ngư nha mọi người. Hai cha con rửa chung luôn. Mình phải lấy bằng chải sạc mới được. Mình chỉ cần sạc cho nó sạch và trắng trắng lên là được rồi mọi người. Không cần phải trắng tinh quá. Trắng tinh luôn á là đã qua tẩy rửa rồi đó. Bảo này. Đây, một xìa bào ngư của chúng ta đã được rửa sạch cả trong lẫn ngoài, trắng phao phao như bạch tuyết nha. Con nào cũng tươi xanh như nồi canh. Sau khi rửa sạch xong á, thì bây giờ mình sẽ cắt trên mình của nó vài lần nha mọi người. Vài lần chứ không một lần nha. Để cho nó thấm gia vị á, và khi nấu chín xong á, thì nó sẽ bung lên, rất là đẹp. Bung lụa lên. Nội tạng á thì Tiên sẽ không cắt ra, tại vì người Hàn quan niệm nội tạng ăn bổ hơn. Con bào ngư quan trọng là cái nội tạng, còn cái thịt của nó cũng giống như là ốc thôi. Người Hàn ta nói vậy đó. Cho nên là Tiên để lại. Nhà Tiên ăn bào ngư là để nội tạng lại nấu cháo cho ba ăn không à. Đó, mình sẽ cắt ra vậy. Cho bơ vô. Bơ tan mình sẽ cho tỏi sắc lát vô. Tiếp theo là bào ngư. Tiên sẽ cho vào đây một tí xíu muối, tí đường, tí bột ngọt, một chút xíu bột ớt. Một tí tương ớt. Đó. Tạo độ màu đẹp và cay cay, ăn tăng tăng nó mới đã nha mọi người. Rồi, trộn đều lên. Lật úp lại cho nó chín và thấm gia vị ở phần dưới nha. Thơm phức quá ngon mọi người ơi. Bào ngư của chúng ta đã chín rồi.
bây giờ mời mọi người ăn với hai cha con của Tiên nha. Ăn đi mấy tư xe. Yeah, thank you. Cảm ơn lên nào. Sukarakuda. Yeah. Hai cha con mình sử dụng cái muỗng này để nãy bào ngư cho mọi người. Câu đầu tiên, tranh thủ ăn khi còn nóng nó mới ngon. Ta thích hay tê bá đi từ xe thì cái giờ mà sẽ xe. Hải sản mà để nguội ăn ngon mọi người. Tôi sẽ nãy cho mọi người xem nha. Hôm nay hai cha con của Tiên á, là sẽ dùng cái bao tay này để ăn. Nhìn thì có vẻ nó giống như bao tay dùng trong bệnh viện, y dược. Nhưng mà không phải nha mọi người. Bao tay dùng để trong nấu ăn nha. Bao tay trong ẩm thực nha. Nhưng mà nhìn nó cũng giống lắm. Mới đầu Tiên cũng lộn nữa. Này ngoài quán ăn của mẹ chồng Tiên dùng á, Tiên lấy về mấy hộp để xài nè. Giống như găng tay bác sĩ ha. À bên em ít bay bé bé đây rồi. Trời ơi, sao ba Tiên không lấy răng ra mà ăn luôn vậy? Đây là răng bào ngư nha mọi người. Nhất định phải lấy ra mới ăn được nha. Nè, răng của nó. Trời ơi, ba ăn luôn trời. Răng dơ lắm cho nên là mình phải lấy ra mới ăn được. Nội tạng thì có thể ăn nhưng răng phải bỏ. Mời mọi người. Sare isinika genhi maisinna. Nè. Ngon quá. Mềm. Nội tạng à. Mềm mềm. Dai dai. Ngọt ngon à. Tại vì nó còn sống á. Nó mới ngọt ngon lắm mọi người. Hơi cái the nhẹ nhẹ. Tuy à. Ba Tiên Tiên làm lẹ quá. Rất là dễ nại luôn. Nội tạng nè. Hôm nay hai cha con của Tiên ăn á là chấm với muối tiêu chanh nha mọi người. Đẹp ha. Tại vì mình khứa ăn vậy đó, nó thấm gia vị vô. Nó rất là ngon luôn, nó mà mềm nữa. Mềm mềm, giòn giòn. Cười cười nè. Bữa nay Tiên mua cái mâm này là 20 con. Một con 100 ngàn, chẳng luôn. Người ta bán theo con. Bà Ngư bán theo con không mà. Chứ không bán theo ký. Thơm mùi tỏi á. Tỏi à. Tụi mong gà sữa. Chạy trốn. Ba nói chạy trốn. Nội tạng nè. Không đắng vậy đó. Rất là thơm luôn. Béo béo nữa. Bào ngư con khá là bự luôn ha. Nè, bằng lòng bằng tay mình luôn.
ăn cộng dao luôn. Nó thơm cái mùi của rau cần á mọi người, rau cần tây á, thơm mùi đó. Dao này thường là người ta dùng để trang trí thôi. Tiên cũng không biết tên Việt Nam là dao gì nữa. Bên hàng thì người ta bán dùng để trang trí mấy cái món gỏi cá sống rồi đó mọi người. Một phần như vậy bây giờ đắt lắm, tại vì qua bão đó. 60 ngàn mà có một nhúm. Thịt nó mềm á, nó tứa tứa kìa. Mọi người ơi, ăn không mà không uống nó khô khan, cái gì cũng vậy, có nước nó mới trơn tru được nè. Vậy... uống nhiều vô ba. Tiếp tục chiến đấu. Trời ơi, lúc nãy Tiên nấu á mọi người, nó văng vô cái mặt của Tiên, nó nổ á, tại vì ba cái dầu bơ tỏi đồ á, nó nổ một cái nghe ta nói văng hết trơn vừa cả mặt mày luôn, văng lên cửa kiến tùm lum chân. Cũng may là phản xạ con người mình á, nhắm mắt lại vậy nè, cho nên là nó không văng vô mắt được, chứ nó văng vô mắt bây giờ chắc thành độc nhãn lông rồi. Hú hồn hú giết luôn, hú hồn cái hồn còn nguyên luôn á mọi người, chút xíu là su cà ra luôn rồi đó. Giấm vịt lá tiềm sâu quá ha. Công nhận nội tạng ăn béo dễ sợ. Nghề trang gì hồ sơ hay à. Ừ. Úi trời. Ừ nè, nhìn hả bộ. Nè. Sa đệ sinh nhìn cả. Tạm đất khá. Ba nói tại vì nội tạng á, nó còn sống á. Nè anh Tùy, ngon. Trời ơi. Nhai đã luôn á mọi người. Wow, cái này chắc là giảm cân cơ hàm luôn, cơ hàm vi lai luôn. Hồi nhỏ coi báo phim Hường Công á, TVB rồi á, sau tim mạng Âu Dương Chấn Hoa, Lâm Văn Long, Triệu Chí Dĩnh này rồi đó mọi người, là thấy ăn bào ngư vi cá rồi, bào ngư nhỏ, bào ngư lớn rồi, mình nghĩ ôi bào ngư chắc là ngon lắm, quý hiếm lắm, đặc sản lắm, ăn vô chắc tội nó bổ, nó khỏe lắm. Bây giờ qua hàng thấy cũng bình thường mọi người, là nó chỉ có hơi đắt một chút xíu so với các loại hải sản khác thôi.
sỏi. Hồi xưa tôi nghĩ trời ơi, bà Ngư quý hiếm lắm. Mà bây giờ qua đây thấy đâu quý hiếm đâu. Nói chung là bán tràn lan đại hải. Chủ yếu là mình có mua ăn không thôi. Găng ở đâu rồi trời? Đưa mày vô nha khoa lấy găng luôn bây giờ đây nè. Đi găng đâu rồi ta? Đây. Đi găng nó vẫn nằm đây mà nãy giờ kiếm trong đây. Tôi tỉnh hết biết rồi. Diamond được chưa kiếm mùi gật tang, mẹ chưa kiếm sa. Hãy sửa chữa kia. Mà tiếng nói gạch 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 mấy cái đường cho mình đó gì nè. Nghệ thật cần nha, nghệ thật kim cương rồi nha. Mà yeah. Người này, người bình thường ăn chừng 3 con no à mọi người. Thật sự luôn. Nước xưa, chấm vui. Bà thì nói quá. Đúng là bào ngư. Trăm năm kiều vẫn là kiều, bào ngư dinh dưỡng vẫn là bào ngư. Ôi mình làm tới hay quá mọi người ơi. Trời ơi trời, ba tôi tính bỏ tay xuống gỗ tay luôn, tội nghiệp mày o. Ngon quá. Nãy giờ hai cho con làm xương xương mười mấy con rồi đó mọi người. No cho no. Làm con này nó nghỉ nha. Cho ba hai con. Nhà bé bố lịch sẻ. Hấp bình. Tăng. Răng. À bên đi. Đó là hệ bộ xe. Răng. Răng. Cảm ơn ba. Cảm ơn ba. Cảm ơn ba. Răng. Răng. Mà chưa thấy răng đâu. Chưa. Sao răng mà không thấy răng đâu hết vậy ba? Ồ. Có kìa. Lần đầu tiên ăn bào ngư mà mình biết ngán luôn á, nó là trời lớn luôn. Ba tiên đúng là cao thủ rồi chứ. Nhìn ba ăn được mừng. Mới nước à. Miếng cúng cùi, bữa nay trời lạnh quá mọi người ơi. Lạnh quéo quèo quèo luôn.
giỏi. Thơm. Trời ơi, mở miệng quá, nghe muốn chết luôn vậy. Cuối cùng hai cha con cũng làm xong 20 con bò ngư, no căng bụng luôn. À bên em, em cũng là sĩ á. À, mà em mới được rồi. Ăn rất là ngon luôn. Ăn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Hai cha con Tiên ăn bò ngư. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Về Quanh TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên nha mọi người. Tạm biệt mọi người. Anh nhớ. Xin cảm ơn.